Xin chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, 2-3 ngày vừa qua, nắng nóng đã chấm dứt trên toàn miền Bắc. Tiết trời dịu mát nên nhiệt độ trung toàn khu vực liên tục giảm, trung bình từ 0,5 đến 1 độ một ngày. Tuy nhiên, do có mưa rông trên diện rộng nên không thuận lợi cho các hoạt động diễn ra ngoài trời. Sau đến ngày hôm nay thì mưa rông có xu hướng giảm dần, đồng thời thì nắng sẽ xuất hiện sớm và thời gian nắng sẽ kéo dài hơn trên phần lớn các tỉnh Bắc Bộ nên nhiệt độ cao nhất sẽ tăng nhẹ so với ngày hôm qua. Tuy nhiên, nhiều dấu hiệu cho thấy hình thế thời tiết chính chi phối các tỉnh miền Bắc trong những ngày sắp tới là vùng áp thấp nóng phía Tây phát triển và mở rộng sang nên nhiệt độ sẽ tăng nhanh và nắng nóng sẽ quay trở lại trên khu vực. Các tỉnh miền Trung từ Thanh Hóa đến Bình Thuận thì thời tiết về cơ bản vẫn là ít mưa, nắng nóng, vẫn duy trì trên diện rộng dọc suốt các tỉnh thành Bắc và Trung Trung Bộ với mức nhiệt độ cao nhất ngày đạt từ 35 đến 38 độ. Chiều tối trên toàn miền chỉ có mưa rào và rông vài nơi, không đủ để xoa dịu bộ không khí nắng nóng và oi bức. Còn tại các tỉnh thành Nam Bộ và Tây Nguyên thì gió Tây Nam đang dần chiếm ưu thế chủ đạo với cường độ gió ổn định cấp 3, cấp 4, tức là khoảng 4 đến 6 mét một giây, sẽ tiếp tục mang đến cho các khu vực này những cơn mưa rào và rông về chiều tối. Riêng miền Đông Nam Bộ được hy vọng là khu vực có mưa khá với tổng lượng mưa ở vào khoảng là 20 đến 30 mm. Như vậy trời sẽ dịu mát hơn bắt đầu từ chiều tối. Ban ngày trời vẫn có nắng nhiều, có nơi nắng nóng. Cụ thể, ngày hôm nay thời tiết trên các đô thị lớn được dự báo như sau. Ngày hôm nay, mặc dù xuất hiện nắng sớm nhưng người dân tại thủ đô Hà Nội vẫn có thêm được một ngày thời tiết tương đối mát mẻ và dễ chịu, với nền nhiệt thấp nhất vào đêm và sáng ở vào khoảng là 25 cho đến 26 độ. Thời điểm trưa chiều thì nhiệt độ cao nhất cũng chỉ đạt ngưỡng 32 đến 33 độ. Sau đó sẽ giảm dần. Hà Nội phổ biến là ít mưa, mưa rông nếu có sẽ chỉ xuất hiện tại một số điểm và lượng không đáng kể. nhìn chung thì thời tiết trong ngày nghỉ cuối tuần này tại thủ đô sẽ hoàn toàn phù hợp và thuận lợi cho các hoạt động vui chơi giải trí của người dân và du khách tranh thủ thời tiết đẹp và không quá nóng. Với những ai thích theo trèo thuyền kayak thì quý vị và các bạn có thể trải nghiệm loại hình này ngay trên Hồ Tây tại Hà Nội. Thông thường thì Hồ Tây bắt đầu nhộn nhịp vào sáng sớm. Người thích không khí thoáng đãng trong lành thì có thể bắt đầu lúc bình minh. Còn với những ai muốn ngắm hoàng hôn trên hồ thì khi mà trời lặn lại là sự lựa chọn lý tưởng. Và lúc này thì mặt hồ dịu và không quá nóng nên tạo được sự thoải mái cho mỗi người tham gia. Thời tiết tại thành phố biển Hải Phòng ngày hôm nay cũng tương đối dễ chịu. Mặc dù nhiệt độ có dấu hiệu tăng nhẹ so với hôm qua, nhiệt độ cao nhất vào trưa chiều nay ở vào khoảng là 31 đến 32 độ, trời không mưa, thuận lợi cho quý vị và các bạn tham quan. Ngoài ghé thăm những điểm đến nổi bật ở Hải Phòng như là nhà hát lớn, khu phố Tây, chợ hàng với các món ngon đậm chất xứ cảng, du khách có thể tới thêm cát bà hay đồ sơn để tắm biển. Có một lưu ý nhỏ là các bãi cát biển và các khu vực biển đảo, mặc dù thời tiết đẹp nhưng do gió thổi mạnh nên sóng biển cũng khá cao nhất là từ chiều tối đến đêm, độ cao sóng có thể dao động từ 1,5 đến 2 mét. Vì thế mà người dân và du khách đi tắm biển hoặc đi lại trên các tuyến đường biển nối từ đất liền ra đảo cần lưu ý để bảo đảm an toàn. Ngày hôm nay tiếp tục là ngày nắng nhiều ở tại Đà Nẵng. Từ sáng sớm thì mặt trời và nắng mạnh đã xuất hiện, nhiệt độ có nhanh ngày sấp xỉ ở mức 34 đến 35 độ. Ở một vài nơi tại trung tâm thành phố lúc giữa trưa có thể lên đến trên 35 độ. Chiều tối nhờ có gió nam đến đông nam từ biển thổi vào nên nhiệt độ sẽ giảm dần, đến đêm nhiệt độ chỉ còn ở khoảng là 26 độ. Vì không xuất hiện hình thế có thể gây mưa lớn bất ngờ cho khu vực, do đó ngày nghỉ của tuần hôm nay sẽ rất phù hợp cho các hoạt động vui chơi ngoài trời cũng như là tắm biển hay leo núi của người dân và du khách. Thành phố Hồ Chí Minh ngày hôm nay và ban ngày trời không mưa và sẽ có nắng sớm, nhiệt độ lúc 8 đến 9 giờ sáng ở vào khoảng 27 đến 28 độ, càng về trưa càng nắng nhiều, nhiệt độ tăng dần tới mức 35 cho đến 36 độ. Tuy nhiên, đến chiều tối nhiệt độ thành phố sẽ giảm nhanh bởi sự xuất hiện của cơn mưa rào phần nào xoa dịu được tình trạng nóng bức đã hiện hữu vào ban ngày. Năm chung trong xu thế thời tiết của các tỉnh Nam Bộ thì thành phố Cần Thơ cũng có một ngày nắng và nóng, trời nắng sớm càng về trưa càng gai gắt. Nhiệt độ cao nhất đạt được vào lúc đầu giờ chiều nhiều khả năng sẽ ở mức là 35 đến 36 độ. Tuy nhiên, đến chiều do gió mùa Tây Nam bắt đầu hoạt động mạnh nên mây rông hình thành nhiều và có thể gây mưa rào nhẹ, khiến cho nền nhiệt độ giảm nhanh và thời tiết trở nên mát mẻ hơn cảm ơn quý vị đã theo dõi bản tin thời tiết đồ thị xin kính chào và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo